Hello anh em nhá. Hôm nay lên sóng các bác em Moon này các bác này. Moon này thuần khoảng 80-90% các bác nhá. Em này các bác về chăm chỉ 1-2 tháng thôi là con chim thuần đét luôn, bởi vì khiếu nó rất dễ thuần các bác nhá. Em này lên bán cho các bác với giá là 1.300.000 nhá các bác nhá, 1.300.000 nhá. Lông đuôi nó đang ra các bác ạ. Lông đuôi đang ra các bác nhá. Chim mà hot rất là tốt, mo mổ các bác nhá. Các bác cũng không lên kỳ vọng quá nhiều về em khiếu này, vì là khiếu này về nhà các bác thì nó cũng sẽ không hot 1-2 hôm. Vì là chim này cũng vừa mới về nhà em thôi, nó là mộc dở các bác nhá, nhưng bây giờ nó thuần rồi. Mới lại các bác cũng có thể thấy là thời tiết bây giờ nó rất là nắng các bác nhá, cực nắng luôn, nên em ngồi quay còn toát mồ hôi này. Nên là chim nó chỉ hot được thế này thôi nhá. Em bán giá cho các bác là 1.300.000 các bác nhá. Bác nào bộ kit em này thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Đấy các bác có thể thấy em quay sát đầu mặt cho các bác xem nhá. Chim này thì chỉ chuẩn không tật lỗi các bác nhá. Bóng bộ đẹp nhá các bác này, nhìn yếm rất là đậm các bác nhá. Yếm rất là đậm luôn. Đấy. Đấy cái đuôi nó đang ra các bác có nhìn thấy không ạ? Đây. Chân này các bác này, chân kẹp chì các bác nhá. Như thế này chẳng kẹp chì thì không giải quyết được cái gì cả, bởi vì nó là chim sống rồi. Kẹp chì nó chỉ phát hiện là chống mái. Đấy các bác nhìn cái đuôi nó đang ra không? Em này chỉ các bác chỉ nuôi khoảng tầm hết mùa này nên là ok các bác. Đấy, bác nào bồ kết em này thì alo cho em nhé. Số điện thoại 0974648999 nhé. Em này hot chịu múa phết đấy các bác. Hot rất là chịu múa nhá. Hot là vẩy đuôi, hot là vẩy đuôi nhá. Con này hot to nhỉ. Rất là sung. Alo. Alo, đang đâu ấy? Lấy đâu? Thế xong bảo anh bảo lấy cho. Nó chuyển khoản cho anh mà. Tí đây chuyển cho anh mấy trăm nghìn, 500 nghìn vào tài khoản nhé. Được.